Tôi đang đi bộ. Tài xế đi trước một mình. Tại vì không đi được. Đường đất nó trơn trượt lắm. Đoạn này còn dễ đi đấy. Đoạn này khó đi lắm. Bây giờ là gần tối rồi. Mây mù nó chiếu này. Mây mù nó che khuất hết cả khu vực lán. Khu vực lán là mây mưa. Ở trên này nó cùng một khu, một thôn đấy nhá, cùng một bản nhá. Nhưng mà khu vực ở dưới bản ấy thì khô ráo. Đẹp đẽ. Nhưng mà trên chốt của mình thì khác, trên chốt của mình lúc nào cũng mưa phùn như này. Mưa phùn máy bay, sương mù. Nó mờ như này. Như vậy thì trồng sâm nó mới yên tâm. Là tự nhiên mà, trời tự nhiên tưới cho mình. Mình không phải tưới. Đại đa số một năm 9-10 tháng là không phải tưới gì cả. Không khí nó lạnh. Đấy nhìn này. Mùa đông mà lạnh lá rụng hết này. Tất cả các loại cây ở đây. Cái chỗ này mình quay rụng hết. Riêng ở bên kia những cây thuộc về rừng già thì những cái dòng đấy thì nó không rụng rồi. Còn một số dòng nó rụng trụi. Mọi người thấy mây mù chưa? Mình đi khoảng một lúc nữa thì lên tới chốt của mình, lán của mình. Chỗ này đi nó cũng dễ, nó chỉ hơi dốc thôi. Mọi người nhìn thấy hơi dốc không? Mình quay xuống cho mọi người thấy cái độ dốc của nó nhé. Từ đây xuống dưới kia nó lệch khoảng mấy chục mét thôi. Chứ nó không mấy trăm mét nên là nó hơi sôi sải. Đi lên thì hơi dốc dốc, đi xuống dốc phết đấy. Mình đứng này thở một tí, mệt quá thở một tí. Ở cái cây này là da lộc đẹp quá, chả biết là gỗ gì, da lộc. Ở dưới này là cái vườn mía này của người đồng bào. Cái cậu chủ của cái vườn mía này thì cậu ấy và cậu bảo mình có mua không, cậu bán nhá, mình mình mua làm gì chứ. Đây này, tức là cái mảnh từ đây này, mảnh quét từ đây, cái cánh cái dụng mía đã quét lên đây, quét lên đây cái lều của mình đấy, và quen đây này. Mảnh lương này của ông ấy, ông ấy hỏi mình có mua không, gạ chắc gần Tết thì cần tiền tiêu Tết. Ông gạ mình gạ mình mua. Nhưng mà mình mua làm cái gì? Vườn của mình rộng mênh mông đầy, trồng mình chả hết, rửa dụng chả hết, mua làm cái gì? Mặc dù chỗ này nó cũng mát, cũng dịu đấy, nhưng mà nó chỗ này chỉ trồng mía thôi, mía trồng mì thôi. Trồng một số cái cây khác cũng được, kể cả trồng sâm ngọc linh chỗ này vẫn được. Chỗ này trồng giống kiểu làm cái khung nhà lưới ấy. Nhà lưới trồng sâm ở dưới được, tại vì nó mưa nó tưới mát này, dịu này, vẫn vô tư trồng này. Nhưng mà mình chả cần, vườn mình rộng mà, trồng hết đâu. Bây giờ các bạn cứ thử tưởng tượng đi, một cây sâm cành nọ cách cây kia có 20-25 phân thôi, có một găng tay hơn một găng tay, thì trồng vốn nó bao nhiêu mà đổ vào cho nó đủ, rừng đất rừng thì bao la, trồng được bao nhiêu thì trồng, chỉ cần gì mà mua thêm là cái gì, tiền phí tiền này. Vốn mình có hạn thì mình có ít mình trồng ít thôi, đâu nhất thiết là mình có phải mua thêm là cái gì, chả cần thiết, thậm chí cho mình chả lấy để làm cái gì, để cỏ mọc mà.
bạn nhiều khi không tin nhé. Ngày xưa mình cũng đã từng mình mua đất rồi, mua ở thành phố cơ, mua ở Sài Gòn hoặc thành phố mới Bình Dương, hay là khu Đức Hòa, chỗ gần khu nghiệp Đức Hòa đấy, Mỹ Hạnh Nam Mỹ Bắc đấy, mình mua ở đó rồi, từ khu cảng Long An, khu Đồng Nai Long Thành, rồi ở Sài Gòn mua liên quanh ở thành phố mãi rồi, nên là mình cũng không có tha thiết gì về ngành nhà đất bất động sản gì cả. Có phải là không biết gì đâu, đã từng mua rồi, mua nhiều nên không thích lắm. Thôi mình lên tiếp, mình ngắt clip này, nên phải ngắt đi mới được, chứ không này mỏi chân tay không cầm được.